Sữa bột Chumilac là sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm HD Green, được sản xuất tại nhà máy tiệt trùng nghiêm ngặt nhất, theo công nghệ hiện đại nhất, nguyên liệu nhập khẩu từ New Zealand. Sữa bột Chumilac đã được người tiêu dùng bình chọn là một trong những loại sữa bột tốt nhất hiện nay, phù hợp với thể trạng người châu Á. Sữa bột Chumilac đa dạng về sản phẩm với 8 loại sữa. Baby Gold Step dành cho trẻ từ 0 đến 12 tháng, bổ sung thành phần sữa non giúp phát triển hệ miễn dịch. Kid Gold Step, sản phẩm dành cho trẻ từ 6 đến 36 tháng, bổ sung vitamin và khoáng chất cho bé phát triển toàn diện. Mom Sure, sản phẩm dành cho phụ nữ có thai và cho con bú, tăng sức đề kháng cho mẹ để thai nhi phát triển toàn diện. Bidia Gold, sản phẩm dành cho trẻ biếng ăn thấp còi từ 1 đến 10 tuổi. Grow IQ Pro, sản phẩm dành cho trẻ từ 1 đến 10 tuổi, giúp tăng trưởng chiều cao, phát triển trí não và thị giác. Sure Plus, sản phẩm dành cho mọi lứa tuổi, người lớn và người bệnh cần phục hồi. Weight Gold, sản phẩm dành cho người gầy, trẻ từ 1 tuổi trở lên và người lớn, người muốn tăng cân. Canxi Gold, sản phẩm dành cho người từ 19 tuổi trở lên, phòng ngừa loãng xương, tốt cho tim mạch, giàu canxi, ít béo. Sữa bột Chumilac mang lại cho bạn nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho mọi lứa tuổi, sản phẩm của mọi gia đình. Sản phẩm được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm HD Green.